về già, bớt ba việc này tự khắc sướng. Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, khi chúng ta về già, cuộc sống của chúng ta sẽ xảy ra muôn hình vạn trạng và không ai biết được sẽ như thế nào. Qua tuổi 60, chính thức bước sang giai đoạn lão niên, con người có thể bình thản hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, bỏ lại những lo toan, những gánh vác, những lý tưởng hoài bão của thời tuổi trẻ ở phía sau. Thế nhưng, nhân sinh vô thường, trong cuộc sống, khó tránh được một số chuyện ngoài ý muốn khiến con người cảm thấy bế tắc, bất lực và đau khổ. Ngày tháng còn lại trong đời còn được bao lâu, ai cũng đều không đoán được. Sống ở hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người. Một đời người ta rốt cuộc được bao lâu, không ai có thể đoán trước thời gian. Chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận không ngừng đi về phía trước. Bất cứ ai cũng không thể đo ni đóng giày cho bản thân mình, duy chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều thứ chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại. Biết cách già đi là kiệt tác của trí tuệ và là một trong những chương khó nhất về nghệ thuật sống. Sau khi về già, nếu thấy cuộc sống quá phức tạp, quá rối rắm và bạn cảm thấy thật phiền phức, đôi khi mọi chuyện không được như ý, gặp nhiều khó khăn, hãy bớt ba việc này, cuộc sống sẽ tự khắc sướng. 1. Bớt so đo tính toán. Chồng tôi có mức lương gần 40 triệu nhưng luôn tính toán hơn thua với nhà vợ. Tài chính trong nhà đều do anh cầm tính toán chi tiêu. Tôi muốn biếu bố mẹ đẻ cái gì đều phải thông qua anh. Nhiều lần muốn biếu bố mẹ thêm chút tiền, tôi đều phải trao kín vì sợ xin anh lại cầu nhau mệt mỏi. Anh cũng hạn chế cho tôi về ngoại vì sợ tốn kém đi lại, lại còn phải mua quà cáp biếu mọi người. Không những thế, nhiều lần mẹ tôi muốn lên thành phố xem các con ăn ở ra sao, anh toàn từ chối khéo. Ấy thế nhưng, mỗi lần mẹ tôi gửi đồ ăn lên cho tôi, ái ngại nên từ chối thì chồng nhanh nhẹn nhận ngay. Bất ngờ tuần trước, chồng đề nghị tôi đón mẹ lên chơi vài ngày. Anh ngon ngọt nói, chẳng phải mẹ em vẫn luôn muốn lên đây chơi sao? Em gọi mẹ lên chơi nhé, anh đi công tác mấy hôm đó để hai mẹ con ở nhà thoải mái. Nghe lời đề nghị của chồng, tôi tự nhiên thấy lạ. Anh có phải là người như thế đâu, chuyện gì đã khiến anh thay đổi và thoáng tính như vậy? Sau đó, tôi cũng quên hết lăn tăn mà gọi điện cho mẹ lên chơi luôn. Hôm sau, mẹ tôi lên mang rất nhiều quà quê, nào là gà, cá, rau sạch, mít, toàn đồ tôi thích ăn cả. Mẹ mang nhiều đến nỗi tôi nghĩ nhà tôi phải ăn cả tuần mới hết. Chồng tôi thì hào hứng đón tiếp mẹ vợ lắm. Anh bảo bà cứ ở đây chơi vài ngày, còn anh đi công tác cỡ 4 đến 5 hôm mới về. Thế rồi, mẹ tôi lên hôm trước thì hôm sau chồng đi công tác thật. Tôi cứ áy náy và thương anh vì mẹ mang bao nhiêu đồ ăn ngon lên mà anh không được hưởng. Cho đến sáng hôm nay, tôi mới vỡ lẽ tất cả. Sáng nay, tôi đến, chị đồng nghiệp đã ra niềm nở. Ô cô Mai chăm chỉ thế, cả nhà đi du lịch mà không đi cùng à, vẫn đi làm cơ đấy. Hơi bất ngờ, nhưng tôi cười nói với chị, chồng em đi cũng là làm ăn chứ có phải đi chơi đâu mà theo. Chị đồng nghiệp ngơ ngác, đi làm ăn mà dẫn cả bố mẹ đi à, thế chắc làm công việc với họ nhà nội à. Tôi bất ngờ hỏi, chị biết tin này ở đâu? Thì bà chị đưa cho tôi xem điện thoại. Hóa ra là chồng đang đi du lịch cùng với bố mẹ đẻ. Anh giấu tôi còn chặn cả tôi xem bài viết trên Facebook của anh nữa. Thế nhưng, chồng không ngờ rằng còn sót bà chị đồng nghiệp thân thiết của tôi. Từ lúc biết chồng lừa mình, tôi rất bực mình. Tôi về nhà, lao đến cái máy tính ở bàn của chồng. Dù trước nay chưa bao giờ động đến, chắc nghĩ tôi không biết chuyện nên chồng không đăng xuất tài khoản mạng xã hội. Toàn bộ tin nhắn của anh với gia đình chồng, tôi đều đọc được hết. Trong đó có đoạn anh nhắn cho mẹ chồng tôi. À, vợ con thì mẹ không cần phải lo, con thu xếp ổn thỏa rồi. Con gọi mẹ vợ lên chơi, thế là cô ấy chẳng có cớ đòi theo nhà mình đi du lịch. Hơn nữa, mẹ vợ mang đồ ăn ở quê, chỗ thức ăn ấy có mà ăn cả tuần, con chẳng mất đồng nào. Vừa không mất tiền cho vợ về quê, vừa không tốn tiền chiêu đãi mẹ vợ. Tôi đọc xong mà buồn, thất vọng vô cùng. Cũng từ đây, tôi biết bộ mặt của chồng nên nhắn tin đòi ly hôn. Tôi làm sao có thể sống hết đời với người chồng tính toán cả với vợ vậy chứ? Chồng tỏ ra bất ngờ với ý định của tôi, nhưng khi cho tôi xem các bằng chứng thì anh cuống quýt xin lỗi, nói rằng có chuyện gì thì đợi anh đi về rồi tính. Thiệt tình, tôi chẳng muốn tính thêm với con người này nữa. Quý vị thân mến, nhiều người sống chi ly, hơn thiệt từng đồng trong đời. Ở đời, mỗi việc mà chúng ta quá coi trọng thì sẽ bị chìm trong vũng lầy của sự tính toán, khiến cho bản thân chỉ thấy lợi trước mắt mà không nhìn ra được trong tâm.
tính toán so đo nhiều bao nhiêu, cuộc sống cũng sẽ mất đi niềm vui và hạnh phúc bấy nhiêu. Cung tên lên dây lâu quá căng rồi sẽ đứt. Con người giữ mãi những mối bận lòng sẽ chẳng bao giờ được sống vui vẻ, bình yên. Trong cuộc sống, nhiều rắc rối là do bản thân tự mình quàng vào, là do suy nghĩ quá nhiều mà nên. Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, không phải vì có được nhiều thứ mà là hãy bớt so đo. Người không hề so đo tính toán, tâm bình thản, an nhiên, sống an nhàn thoải mái. Người thích so đo tính toán, tâm không lúc nào an ổn, thanh thản, thường nhận phải tổn hại cho thân mình. Sống nhân hậu, bớt tính toán đi một chút, phiền não sẽ nhẹ hơn. Sống tử tế hơn một chút thì phúc đức sẽ dày hơn. Những người này có thời gian và mức độ đau khổ gấp nhiều lần so với những người không giỏi tính toán. Nói cách khác, họ giỏi tính toán nhưng họ không có những ngày tháng thực sự thanh thản. Bên cạnh đó, người thích tính toán trong cuộc sống khó có được sự cân bằng và hài lòng. Đổi lại, do tính toán quá nhiều sẽ gây ra những bất mãn, oán hận đối với người, đối với việc. Họ hay có ý kiến với người khác, luôn chia sẻ, bên trong đầy mâu thuẫn. Nhiều tính toán chôn chặt trong lòng, cứ như tích tụ lại, sẽ khiến người ta phải luôn lo lắng, tâm trạng luôn chìm trong lo âu, bất an. Không biết làm cách nào để có thể sống khỏe mạnh, thanh thản. Do tính toán quá nhiều mà sinh bệnh, thêm phiền phức. Những người quá giỏi tính toán và có con mắt đa nghi thường tự đặt mình vào thế đối lập với thế giới. Đây thực sự là một nỗi bất hạnh lớn. Người quá giỏi tính toán lại còn tham lam, càng nhiều ý tưởng, suy nghĩ càng vẩn đục, như núi đè nặng xuống tâm trí. Cuộc sống cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Người mà quá so đo tính toán còn dễ dàng bị lòng tham chi phối. Có càng nhiều cách nghĩ khiến cho niệm đầu không thoát được, giống như có tảng đá lớn đè nặng trong tâm. Sinh mệnh trở nên u tối, không có chút sắc màu nào trong cuộc so đo tính toán được mất triền miên này. Chúng ta đã quên mất tấm lòng và nguyện ước ban đầu, quên mất những điều thực sự quan trọng. Và khi tâm trí của chúng ta tràn ngập những thứ nhỏ nhặt, không đáng phải so đo tính toán này thì vị thế của chúng ta sẽ ngày càng nhỏ lại. Không so đo tính toán thì cái tâm sẽ càng ngày càng trở nên cởi mở hơn và bạn có thể đi theo hướng riêng của mình. Nếu vì một số người hoặc một số sự việc mà làm tâm trạng của mình bị nhiễu loạn, lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực, thế thì chúng ta không thể tiến ra được trên con đường phía trước. Ở đời nên nhớ rằng, người càng toan tính càng thiệt thân. Người vô ưu tưởng như là ngốc mới chính là người hưởng phúc. Đời người càng tranh giành càng mất đi. Càng vô ưu không toan tính càng hưởng phúc. Bớt tham lam. Có một câu chuyện kể rằng, một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ. Khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng, ông được một bà quá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán nghèo, thưa thớt khách, không có tiền, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông. Hơn 3 tháng ròng, vị thiền sư mới bình phục. Cảm động ân tình của bà chủ quán, vị thiền sư trước khi rời đi dành một tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà quá tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh nữa. Không ngờ từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha trà bán, trà của bà quá có mùi thơm thật đặc biệt và vị của trà cũng rất ngon. Ai uống một lần cũng phải quay lại, tiếng lành đồn xa, quán trà của bà quá khách đến đông nườm nượp, người đàn bà quá trở nên giàu có từ đó. Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình. Thấy quán khang trang, vị thiền sư rất mừng cho bà quá. Khi hỏi về giếng nước, bà quá than phiền với thiền sư, giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, vài ngày mới lại đầy nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu nói, không tốn kém gì cả, từ nguồn nước trời cho rồi kiếm ra nhiều tiền mà bà vẫn không thấy hài lòng ư. Ông viết lên tường một câu, trời đất bao la, nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn. Thế rồi, ông lặng lặng quay đi, không bao giờ quay trở lại quán nữa. Giếng nước từ ấy cũng cạn dần. Quý vị thân mến, sở dĩ trong cuộc sống chúng ta luôn cảm thấy không đủ, không vui vẻ, hạnh phúc là bởi vì tham lam và toan tính quá nhiều. Hãy dũng cảm buông bỏ những gì cần bỏ, thản nhiên đối mặt với tất cả. Có như vậy, bạn mới cảm thấy an nhiên tự tại. Mỗi người có một cách nhìn cuộc sống khác nhau. Có người luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Những người đó không phải là người không có chí tiến thân mà là bản thân họ cho đó là đủ. Ngược lại, có người lại xem trọng tiền tài, vật chất. Họ kiếm tiền bằng mọi giá,
vì kiếm tiền mà họ luôn tính toán thiệt hơn ngay cả với người thân. Người tham lam thường ích kỷ, nhỏ nhen, không có được sự bình tĩnh, thường bị dằn vặt bởi những việc chi li. Họ sẽ không thể đạt được sự cân bằng và có được cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống. Lòng tham ví như một liều thuốc độc, nó có thể bào mòn tâm trí con người. Càng tham lại càng ham muốn, càng không biết đủ, đến khi mất hết tất cả, sống phí cả một đời người để theo đuổi những điều hư vô, cuối cùng nhận ra mình sống thật khổ thì đã quá muộn. Đời người, cho dù đau khổ hay hạnh phúc, nhưng chỉ cần đứng ở góc độ cảm ơn, ôm giữ tâm thái biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có thì hết thảy những gì nhìn thấy được mỗi ngày đều sẽ là cảnh vật tươi đẹp. Về làm dâu nhà Thành, tôi mới biết mẹ chồng là người tham tiền, thực dụng. Một lần, tôi lén nghe được bà nói chuyện với chồng tôi, con Thư ấy mà không có gia đình khá giả thì còn lâu mẹ mới cho mày lấy nữa nhé. Cứ nhìn dáng dấp nó bé tẹo, yếu ớt, không biết sau này có sinh con trai cho cái nhà này được không. Tôi nghe mà bực lắm nhưng cũng không hỗn hào gì. Ngay sau đám cưới, mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi ra để dạy bảo con dâu từ thuở mới về. Việc đầu tiên bà đề cập là muốn giữ lương của tôi. Mẹ chồng nói, trước kia khi Thành chưa lấy vợ, tháng nào anh cũng đưa lương cho bà đều đặn. Bây giờ, tôi cũng nên làm thế. Mẹ chỉ giữ cho tụi bay, khi nào chúng mày cần, mẹ đưa. Chứ vợ chồng trẻ tiêu xài hoang phí, đến lúc có công việc lại không có đồng nào thì khổ. Bà tươi cười nói nhưng trái với ý muốn của mẹ chồng. Tôi thẳng thừng, bây giờ chúng con đã lập gia đình, đã trưởng thành hết rồi mẹ ạ. Chính vì vậy, bọn con tự quyết định cuộc sống của mình. Con sẽ không đưa lương cho mẹ đâu. Cả anh Thành tháng sau cũng vậy. Nhân đây, con cũng muốn xin ra ở riêng. Chúng con đi làm giờ giấc thất thường, ăn chung thì sợ bố mẹ phải đợi chờ, nên con đã bàn với chồng và thống nhất đi đến quyết định này. Nghe tôi nói mà sắc mặt của mẹ chồng thay đổi. Bà mím chặt môi để nuốt cục tức vào trong lòng nhưng mẹ chồng vốn chẳng thể làm gì được con dâu bởi những lời tôi nói quá đúng. Cuối cùng, bà phải nhượng bộ cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Tuy nhiên, vì sự thẳng thắn của mình, tôi giống như kê gai trong mắt mẹ chồng. Không giữ được lương của con trai nữa nhưng tháng nào mẹ chồng cũng sang xin chồng tôi tiền. Bà nhớ rõ ngày lĩnh lương của cả chồng và của cả tôi. Thành là người con có hiếu, tháng nào anh cũng biếu bố mẹ 5 triệu. Vậy mà mẹ anh vẫn chưa thấy thỏa mãn. Bà liên tục than vãn rằng tháng này chi tiêu tốn quá, số này làm sao đủ và tôi biết Thành thường lén cho thêm mẹ sau lưng tôi. Tháng trước, mẹ chồng đột ngột gọi tôi sang nhà và cho tôi vàng, những 2 cây vàng. Bà niềm nở nói, đây là số vàng mẹ dành dụm bằng tiền lương của Thành trong suốt thời gian qua. Bây giờ, giao cho con giữ để vợ chồng có vốn làm ăn. Vốn biết mẹ chồng tham tiền, bà không lấy của người khác thì thôi, làm gì có chuyện lấy của mình đưa cho người. Nhưng tôi vẫn vui vẻ cầm về. Quả nhiên, hơn 1 tháng sau thì sinh chuyện. Hôm đó, có cả chồng tôi ở nhà. Mẹ chồng tất tưởi chạy sang nhà tôi và mượn lại số vàng đó. Bà nói, cậu út nhà chú họ đâm xe vào người ta, giờ họ đang bắt đền nên phải bồi thường gấp. Trong nhà hiện thời không có nhiều tiền, thế nên đành sang mượn lại số vàng đã đưa cho con. Thấy mẹ chồng có việc cần, tôi cũng không ngần ngại đưa cho bà. Hai vợ chồng tôi cũng muốn theo bà đến chỗ cậu út gây tai nạn nhưng bà nhất quyết không cho đi. Mẹ chồng nói rằng sợ chúng tôi bị liên lụy bởi nhà nạn nhân hổ báo lắm. Đi được khoảng 1 tiếng thì mẹ chồng giận dữ quay về, ném thẳng chỗ vàng kia vào người tôi rồi trợn mắt nói, tôi không ngờ chị là con người như thế. Lúc cơ nhỡ, chú Khoa mới sang vay tiền mà chị dùng vàng để đưa cho tôi à? Mau đưa vàng thật đây cho tôi. Cái tâm của chị đen tối, xấu xa quá. Giờ tôi mới biết đấy, để cho bà mắng chán chê, tôi mới cất tiếng đáp lại, thế mà mẹ hiểu nhầm con rồi. Con nào đâu có dám thế. Biết mình hậu đậu nên ngay lúc mẹ đưa vàng cho con cầm về, con đã đưa cho chồng giữ rồi. Hôm qua cũng là anh ấy đưa cho mẹ mà. Két sắt nhà con chỉ có chồng biết mật khẩu. Số vàng thật kia bỗng hóa vàng giả thì mẹ phải hỏi tội chồng con chứ sao lại trách con. Hay là biết tôi không mắc kế do bà bày ra, mẹ chồng liền đổi giọng, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Vất vả lắm. Bà mếu máo, ô thế là vàng này mẹ bị người ta lừa à? Mẹ ham rẻ nên mua qua tay của người ta. Mẹ trách nhầm con dâu của mẹ rồi. Nhìn bà khóc đầy giả tạo mà tôi ngán ngầm. Trông biết tính của mẹ chồng nên ngay từ đầu anh cũng đã đoán được sự thật. Tuy vậy, Thành không muốn tôi làm to chuyện, sợ có nhiều đàm tiếu không hay. Cuối cùng, anh chữa cháy cho mẹ mình bằng lời nhắc nhở,
con đã dặn mẹ bao lần rồi, đừng ham rẻ cái gì, vàng bạc lại càng không. Thôi của đi thay người, mình báo được công an thì tốt, không thì coi như bài học đắt giá. Tôi cũng thêm lời châm chọc, bà đấy nhé, con mà đưa tiền cho mẹ cầm, mẹ lại cả tin người ta, bị lừa hết thì sau cùng làm gì còn tiền. Mẹ thấy con nói đúng ngay từ đầu chưa? Ba, bớt nói những lời khó nghe. Tránh những lời nói khó nghe trong những cuộc cãi vã đều làm cho người khác cảm thấy tức giận. Chính là những câu nói chọc sườn của những người trong cuộc, những câu nói khiến người khác cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Những lời nói khó nghe sẽ là mồi lửa dẫn đến những chuyện không lường được hậu quả. Bạn có bao giờ dùng những lời nói khó nghe với những người thân hay bạn bè của bạn chưa? Nhiều người dùng những lời nói đó để khuyên răn hay dạy bảo người kia, nhưng hậu quả là tình bạn của họ cũng tiêu tan theo những lời nói đó và ấn tượng xấu về người đã tặng câu nói đó sẽ không bao giờ mất đi. Người sống biết trước biết sau, có khẩu khí tốt, tôn trọng những người xung quanh sẽ không dùng lời nói làm tổn thương người khác. Còn anh này ăn nói tùy tiện, không tôn trọng cảm xúc của những người xung quanh, nói điều không hay sẽ nhận được phúc báo. Họa từ miệng mà ra, tâm tốt mà miệng không tốt, phú quý cũng sớm tiêu tan. Cho dù trong đầu không chú ý làm điều xấu mà miệng chót nói những lời ác ý, cũng không thể chấp nhận được. Chỉ nói để thỏa mãn miệng mình mà bỏ lơ miệng đời thì chắc chắn kết cục không tốt. Người xung quanh chính là tấm gương phản chiếu để mỗi người tự nhìn vào và thay đổi. Mỗi lời nói ra đều không thể thu lại, không thể là lời nói gió bay. Người xưa có câu, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Mỗi lời nói ra cũng giống như nước hắt đi, khó lòng thu hồi về được nữa. Bà Mai có lòng, khi đã lớn tuổi, lại sinh có mỗi anh nên tất cả tình thương yêu bà dồn hết cho Long. Ở nhà, Long không phải động tay vào bất cứ việc gì, chỉ có ăn và học. May mắn là tuy được cưng chiều nhưng Long không bị hư hỏng, ngược lại anh học khá giỏi và sống tự lập. Tuy nhiên, mọi rắc rối với cuộc đời Long bắt đầu từ lúc Long lấy xương. Vốn biết bà Mai khó tính, nên anh cũng muốn ở riêng nhưng lại không quá cách xa nhà bố mẹ để còn tiện chăm sóc. Cho nên anh mua một căn hộ ở trong cùng một khu chung cư với bố mẹ, chỉ khác tầng. Ông bà giờ đây đều đã về hưu, nên khi con cái ở gần lại năng qua chơi nhà, nhất là bà Mai. Bà thường xuyên nấu những món Long thích ăn rồi bê qua cho vợ chồng Long một phần, tranh thủ xem vợ chồng con trai ăn ở thế nào. Tuy nhiên, mỗi lần bà Mai qua đều vào buổi tối, lúc vợ chồng Long mới đi làm về. Lúc này, Sương thì bận rộn nấu ăn, Long thì thu dọn quần áo, đồ đạc giúp vợ một tay. Thấy thế, bà Mai thường xông vào bảo Long đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, để đó bà dọn giúp cho. Nói là thế nhưng khi con trai bắt đầu bước vào phòng tắm thì bà Mai mới bắt đầu xỉa xói Sương. Bà Mai mắng Sương không biết sắp xếp việc nhà hợp lý, lúc nào sang cũng thấy luộm thuộm. Con trai bà đi làm về đã mệt mỏi, lại còn phải dọn dẹp. Bà Mai tay vừa làm, miệng vừa nói. Cho đến khi Long tắm xong vẫn nghe tiếng mẹ mắng vợ. Trong lúc đó, Sương vừa cặm cụi nấu nướng vừa nghe mẹ chồng mắng đến rơi nước mắt mà không dám cãi lại. Cũng tại công việc của Sương khá bận rộn, là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn nên Sương đi làm về muộn. Với lại, Sương cũng chưa thấy Long phàn nàn gì về việc giúp vợ dọn dẹp nhà cửa nên cô cho đó là điều bình thường. Không ngờ gặp ngay bà mẹ chồng khó tính. Những lần đầu bị bà Mai mắng, Sương thấy uất ức nên cô chỉ lặng lẽ khóc. Nghe nhiều lần đâm quen, Sương chỉ thấy bực bội chứ không còn tủi thân như lúc đầu. Tuy Sương không dám nói lại bà Mai một lời, nhưng Long lại khác. Nhiều lần chứng kiến bà Mai nói nặng lời với Sương, anh đã không hài lòng về thái độ của mẹ. Đôi lần anh ngắt lời mẹ, thi thoảng lại làm trò vui cho bà Mai vui vẻ quên luôn chuyện mắng mỏ. Thế nhưng một lần, vừa đi từ siêu thị lên, vừa bước đến cửa nhà, anh đã nghe tiếng bà Mai quát Sương ầm ầm với những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Bà bảo, cô chẳng xứng đáng tí nào với thằng Long nhà tôi. Giờ cô kiếm đâu ra được ông chồng vừa kiếm được tiền vừa ngoan ngoãn như nó. Nó đi làm về đã mệt nhọc, cô còn bắt nó dọn dẹp nhà cửa chỉ vì cái thói ăn ở luộm thuộm của cô. Bố mẹ cô không dạy cô chức trách của một người vợ à? Bình thường, bà Mai dù có mắng trách Sương đến đâu thì cũng chưa bao giờ nhắc đến ông bà thông gia. Thế nhưng lần này, bà lại động đến bố mẹ Sương khiến cô nghẹn lời, trực khóc. Thấy mẹ đã quá đà trong việc xen vào cuộc sống riêng của vợ chồng Long, thấy không thể để việc này tiếp diễn. Anh đi vào nhà nói với bà Mai, mẹ hãy thôi đi và vào đây nói chuyện với con. Thấy con trai có vẻ giận, bà Mai nhanh chóng dập tắt cơn mắng chửi và vào trong phòng đọc sách với con.
Vừa vào phòng, bà đã nhanh miệng bảo chữa cho màn chỉ chết con dâu bị con trai bắt được của mình. Con thấy vợ con nó ăn ở luộm thuộm quá. Không ai đời chưa có con cái mà đã sống thế này. Có con vào nữa thì nhà thành cái chuồng heo luôn à. Mẹ mắng nó là cũng vì con thôi. Càng nghe bà Mai nói, lòng càng thấy khó nghe. Nhưng anh kiềm chế cơn tức giận mà nghiêm nghị nói với bà Mai rằng, mẹ à, con không lấy vợ chỉ vì một ngôi nhà sạch sẽ. Con cưới cô ấy vì đó là người con có thể dành cả cuộc đời để bên cạnh. Nếu nhà bừa bộn, con có thể thuê giúp việc. Nhưng nếu thiếu xương thì không ai thay thế được mẹ ạ. Nghe con trai nói, bà Mai im lặng. Lòng cũng thừa nhận có những lúc xương quá bận rộn. Tuy nhiên chuyện ngôi nhà bừa bộn không phải lỗi của một mình cô. Nhưng không giống như bố anh, ông lấy một người về làm vợ. Còn Long, anh thích tính cách của vợ, thích cách cô ấy luôn cười với mọi người. Một lúc sau, bà Mai đáp, ừ, có lẽ con nói đúng. Điều đó quan trọng hơn một ngôi nhà sạch sẽ. Cũng kể từ lần đó, bà Mai không còn hục hoặc xương nữa. Long cũng thuê hẳn một bà giúp việc giúp xương đỡ bận và nhà cửa ngăn nắp hơn. Quý vị thân mến, sống mà để người khác dè chừng, ấy là phải nhìn lại mình. Thời gian tồn tại trên cõi đời này chẳng là mấy, ấy mà lại để người khác phải phiền lòng. Lời hay ý đẹp nên được tận dụng tối đa, vừa làm vui lòng người, vừa làm vui lòng ta. Sống trên đời phải được người người tôn trọng, nhà nhà tán dương. Người xưa có câu, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Mỗi lời nói ra cũng giống như nước hắt đi, thật khó lòng thu hồi về được nữa. Nói chuyện là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp, cũng phải đắn đo. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra? Cuộc sống của những người hay dùng những lời lẽ sắc nhọn làm tổn thương người khác thường là những người cô đơn, ít bạn bè. Thực tế là không người chồng nào muốn về nhà nếu có một cô vợ thường xuyên chỉ trích, trách móc. Không có đứa con nào hạnh phúc nếu có cha mẹ không nói lời dịu dàng mà chỉ quát nạt, la mắng. Không có người bạn nào hứng thú giao thiệp với người hay nói lời cay độc, bình phẩm ác ý. Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực, mỗi lời nói đều thể hiện là người có đạo đức. Họ không dùng ngôn từ mạnh để phê phán, chê bai người khác, không dài dòng nói từ chuyện nọ sang chuyện kia, không kể công của bản thân mình sau khi đã giúp ai đó. Lời nói của họ luôn chân thành, với tâm ý động viên khích lệ người khác. Biết rõ về một người, không cần thiết phải tận nói. Hãy lưu lại cho người ta 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu lại chút khẩu đức cho mình. Trách một người, không cần phải tận trách, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút độ lượng cho mình. 3 kiểu phụ nữ khiến gia đình xuống vực. Phụ nữ là phúc khí của một gia đình. Gia đình có yên ấm, hạnh phúc hay không đều có quan hệ mật thiết với người trong gia đình. Sự dịu dàng, thiện lương của người phụ nữ giống như chất bôi trơn khiến gia đình gắn kết, hòa thuận. Sự tu dưỡng của người vợ sẽ khiến bản thân họ trở nên cao quý, đồng thời cũng đang tích phúc báo cho gia đình. Nếu người phụ nữ không biết quán xuyến việc nhà, tâm hồn tôn ác niệm thì sẽ khiến gia đình mất đi hòa khí, cuối cùng dễ chuốc lấy tai họa. Người phụ nữ trong gia đình có 3 đặc điểm dưới đây sẽ khiến vận mệnh gia đình ngày một xui xẻo. Nếu muốn vận mệnh tốt đẹp thì cần phải thay đổi ngay. Kính mời quý vị cùng sách nói minh triết lắng nghe và chiêm nghiệm. Thứ nhất, người phụ nữ lười biếng lại tiêu hoang. Mỹ là một cô gái đẹp, mỗi lần đi ra ngoài đường đều cực kỳ chải chuốt, make up kỹ lưỡng, áo quần chỉn chu. Thậm chí là đi đổ rác thì em cũng lồng lộn như người ta đi dự tiệc. Em từng nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng biết đâu gặp được định mệnh đời mình lúc đi đổ rác thì sao. Vậy nên cứ phải sinh, trong trường hợp nào cũng phải sinh. Đây vừa là yêu mà cũng là hạn chế của em. Ngày còn là bạn bè, tôi cũng mến Mỹ vì cho rằng em cẩn thận và biết cách thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng khi yêu nhau, tôi lại phát mệt vì chờ đợi. Thế nhưng, phải tận khi cưới Mỹ về, tôi mới biết em không như vẻ bề ngoài và vỡ mộng thật sự về cô vợ sang chảnh, xinh đẹp, giàu có của mình. Trước khi yêu Mỹ, tôi đang hẹn hò với một em kém 6 tuổi nhưng mẹ tôi không thích vì em ở quê, gia đình nghèo khó. Rồi bà khuyên tôi yêu Mỹ, cách nhà tôi không xa, lương cao, nhà giàu. Mẹ tôi bảo, con nhìn tướng con bé ấy thì biết, nó sang chảnh như vậy cơ mà. Lương cao thì mai này mới phụ con được chứ lấy vợ quê rồi con nuôi nó, nuôi cả nhà nó à. Tôi khi ấy dù rất buồn nhưng vẫn thấy lời mẹ cũng hợp lý. Tôi tiếp cận Mỹ rồi dần dần tìm cách chia tay em người yêu. Mọi chuyện đúng như ý mẹ tôi và Mỹ đã trở thành một đôi.
Hai tháng sau, chúng tôi làm đám cưới vì gia đình hai bên vun vén quá nhiệt tình. Sau đám cưới hoành tráng, tôi và cô ấy trở về căn hộ riêng. Nhưng cũng từ đây tôi mới nhận ra Mỹ rất nhiều tật xấu. Cô ấy không hề cẩn thận, chỉn chu như vẻ bề ngoài tỏ ra. Thậm chí, cô ấy vô cùng bừa bộn. Bàn trang điểm và phòng ngủ lúc nào cũng lộn tùng phèo. Nhà thì bừa bộn, rác vài ngày không đổ. Tôi cứ tưởng mấy cô hot girl ra ngoài xinh đẹp, ở nhà bẩn thỉu chỉ là sản phẩm bịa đặt để câu like trên mạng xã hội thôi. Nào ngờ, giờ chính vợ tôi lại cũng như thế. Tôi thất vọng não nề, tan làm còn chẳng muốn về nhà. Những lúc thế, tôi lại nhớ người yêu cũ nhiều hơn, hối hận vì đã phản bội em. Tuy nhiên, gần đây Mỹ còn hay xin tiền tôi, mặc dù tiền lương tôi đã đưa cho em từ đầu tháng. Tất cả vàng bạc, tiền cưới em cũng giữ. Tôi hỏi thì Mỹ bảo em trả nợ rồi. Tôi tra hỏi mãi, cô ấy còn gắt gỏng rồi bỏ đi chơi mà không thèm trả lời. Tôi vẫn cố tự thuyết phục mình số tiền mừng cưới không nhỏ. Chắc cô ấy không thể nợ nhiều tới thế đâu mà mang đi trả. Và tôi vẫn còn chút hy vọng về cô vợ của mình. Thế mà chỉ vài ngày sau, Mỹ lại hỏi tôi tiền. Lần này, con số lên tới vài chục triệu. Tôi hoang mang hỏi thì em tỉnh bơ đáp. Em nói rồi mà, em trả nợ. Anh nghĩ em không vì thiếu tiền thì em có cưới sớm thế không? Hỏi ra cô ấy cũng chẳng muốn giấu giếm chuyện vay tiền để mua quần áo, mỹ phẩm và đi du lịch. Mỹ quen thói ăn tiêu hoang phí, đi làm lương không đủ mua một thỏi son nên quyết vay lãi ngân hàng. Chuyện này ngay cả mẹ cô ấy cũng không hay. Cay đắng hơn, cô ấy đem hết cả tiền mừng cưới đi trả nợ thật. Thế mà còn quay sang trách tôi, em tưởng nhà anh giàu, lương cao chứ. Vài chục anh cũng chẳng có thì vứt. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, vừa muốn ly hôn vừa sợ mọi người dị nghị. Nhưng cứ sống cùng một cô vợ tiêu hoang, lười biếng, chỉ biết làm mầu thế này thật sự không chịu nổi. Cách một người tiêu tiền có thể phản ánh ít nhiều về con người của người đó, đó cũng là bằng chứng trực tiếp và khách quan nhất. Phóng khoáng khác biệt với hoang phí. Một người phụ nữ giàu có hay không, chỉ cần có thói quen tiêu tiền hoang phí, thích những thứ phù phiếm, xa hoa sẽ rất dễ khiến gia đình lụi bại. Người phụ nữ không biết kiếm tiền, cũng không biết tiết kiệm mà chỉ biết tiêu tiền và luôn xài vượt quá khả năng bản thân có thể thanh toán. Người phụ nữ này chắc chắn là một người tham xa hoa, không phải người tốt để có thể nghĩ đến chuyện lấy làm vợ. Thứ hai, người phụ nữ không biết lắng nghe, thấu hiểu. Quý vị thân mến, có những trường hợp chồng đi ngoại tình nhưng lỗi lại xuất phát từ người vợ. Trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn thuận buồm xuôi gió, luôn có những chuyện khiến chúng ta cảm thấy phiền não. Thậm chí rất khó chịu. Người đàn ông trong thời gian không kiếm được tiền, công việc không khởi sắc, người phụ nữ có thể thấy chướng mắt bởi nhà hàng xóm điều kiện tốt hơn. Người phụ nữ có thể vì vậy mà bực bội, tạo mâu thuẫn với chồng khi gặp chuyện khó khăn, tức giận, phàn nàn không phải là cách tốt nhất. Hãy cố gắng kiểm soát và điều chỉnh tâm trạng của mình. Trong cuộc sống, một số phụ nữ khi gặp chuyện gì thay vì thấu hiểu cho người khác lại gay gắt đổ lỗi cho người khác rồi tự trách mình ngay từ đầu đã mù quáng tìm nhầm người, hiểu lầm gia cảnh nhà chồng. Chỉ cần phụ nữ muốn tức giận, cô ấy có thể tìm lý do để tức giận mọi lúc, mọi nơi. Trong một gia đình, phụ nữ càng nóng nảy thì mâu thuẫn gia đình càng nhiều. Các thành viên trong nhà sẽ khiêu khích lẫn nhau. Cần biết rằng, tức giận và oán hận càng nhiều, hòa khí trong nhà sẽ ngày càng giảm sút. Vận may cũng theo đó mà hao tổn. Đàn ông cũng giống như đàn bà, họ cũng cần được quan tâm và chia sẻ. Sau một ngày dài mệt mỏi vì công việc, họ cũng mong muốn được về nhà, ôm vợ và thủ thỉ với cô ấy những áp lực cũng như những điều không vui họ gặp phải ở cơ quan hay với bạn bè, đồng nghiệp. Những lúc như thế, họ cần và luôn mong muốn nhận được sự lắng nghe từ vợ mình. Khi những bức xúc, tâm tư trong lòng của họ được người phụ nữ đón nhận một cách chân thành, sẽ khiến họ vơi bớt đi rất nhiều cảm giác. Dù cả thế giới quay lưng lại với mình thì vẫn luôn có người phụ nữ của cuộc đời mình ở bên cạnh bất chấp có chuyện gì xảy ra. Điều đó với đàn ông thực sự là một động lực vô cùng to lớn. Ngược lại, khi người phụ nữ của họ không biết lắng nghe, cô ấy luôn thờ ơ và không quan tâm đến những tâm tình của họ, họ sẽ cảm thấy mình không được quan tâm cũng như không còn ý nghĩa với vợ. Một người vợ từ chối lắng nghe chồng cũng có nghĩa cô ấy đang tự đẩy chồng mình ra xa mình mà không hay biết. Với người đàn ông, có những lúc chỉ cần có một người lặng lẽ ở bên lắng nghe nỗi lòng của họ đã tiếp thêm cho họ rất nhiều sức mạnh rồi. Và hơn ai hết, họ đều mong muốn người đó chính là người phụ nữ của cuộc đời mình.
Đôi khi ta ngỡ rằng mình đã hiểu, nhưng khi những biến cố ập đến, khi mâu thuẫn xảy ra, ta mới giật mình hiểu, hóa ra mình chưa đủ sâu sắc, hóa ra mình chưa thật sự nhìn thấu lòng người. Trong tình yêu và hôn nhân, thấu hiểu là một yếu tố quan trọng quyết định sự gắn bó lâu dài của các cặp vợ chồng. Nhưng liệu có mấy ai chắc chắn được rằng mình đã hiểu người bạn đời của mình? Hay chỉ cần một vài bất đồng quan điểm, một vài sự vô tâm của đối phương đã khiến chúng ta khó chịu và phát cáu? Đừng nhìn hôn nhân của người khác hạnh phúc rồi ghen tị vì hôn nhân của mình đổ vỡ. Gia đình họ hạnh phúc là bởi họ chấp nhận nhau, chấp nhận tất cả những gì vốn có trong con người nhau, không đòi hỏi, không muốn đối phương của mình thay đổi, mà bản thân của họ chủ động thay đổi để hợp với người họ yêu thương. Chúng ta đều có thể trở thành người xấu trong câu chuyện của một ai đó. Người vợ có thể cảm thấy người chồng vô tâm, thiếu tinh tế, không biết yêu thương vợ con. Người chồng cũng cảm thấy không thể hiểu vì sao lúc nào bà vợ cũng cảm giảm, trong khi họ luôn không ngừng nỗ lực kiếm tiền. Góc nhìn của mỗi người là khác nhau, và nếu cả hai không chia sẻ với nhau sẽ không thể nào thấu hiểu. Thứ ba, người phụ nữ ngang ngược không biết trước sau. Tôi lập gia đình được 2 năm, con trai tôi được hơn 1 tuổi. Hai vợ chồng tôi cùng con hiện đang sống cùng ông bà nội. Nhà tôi có 2 anh em gái tôi mới lấy chồng. Như bao cặp đôi yêu nhau, chúng tôi có thời gian tìm hiểu và đi đến hôn nhân, không đến mức vội vã. Quãng thời gian yêu nhau, tôi cũng hiểu được con người, tính cách vợ tôi. Cô ấy sinh ra trong gia đình cơ bản, vì là con út nên được chiều chuộng. Cô ấy không đảm đang và có phần hơi vụng. Thời gian đầu khi chưa có con, tôi không có ý phàn nàn về vợ dù chưa thực sự hài lòng. Tuy nhiên, có một điều làm tôi bực mình là vợ tôi nấu ăn không khéo, song rất bảo thủ, ngang ngạnh. Cô ấy muốn nấu món ăn chồng thích nhưng gu món ăn tôi khoái kiểu nấu thế này thì vợ tôi toàn làm theo cách của cô ấy. Đến khi bưng lên, tôi không ăn nổi, bỏ lay lắt thì bị phàn nàn. Tôi nêu quan điểm, vợ tôi bảo nấu theo cách của cô ấy mới ngon. Anh không ăn thì lần sau không nấu nữa. Cô ấy có tính hay quên, nhiều đồ dùng xong tiện đâu bỏ đấy. Nhà chật, lại sống với bố mẹ chồng nên tôi muốn vợ tôi cẩn thận hơn. Có góp ý, cô ấy bảo, không cất hộ thì thôi còn cằn nhằn. Đàn ông gì mà cứ như đàn bà. Tôi bực mình, cô ấy giàu mỏ, tính tôi hay quên thế đó, không sửa được. Từ khi sinh con, thêm đứa trẻ, nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Sống với ông bà nội, mẹ tôi cưng cháu nên luôn đem kinh nghiệm nuôi con ngày xưa ra áp dụng. Tôi thấy khá hiệu quả nhưng vợ tôi thì không nghĩ như vậy. Cô ấy muốn chăm sóc con theo những quan điểm của riêng bản thân, mặc dù cô ấy chỉ góp nhặt kinh nghiệm từ một số bài báo, cũng không hẳn là sai, nhưng vì thế mà mẹ chồng nàng dâu thường bất đồng quan điểm. Mẹ tôi giúp cho cô ấy bao nhiêu việc nhà, cô ấy đi làm công việc nhàn nhã, 17 giờ tan sở nhưng chẳng bao giờ chịu về sớm, lúc nào cũng nán lại hàng tiếng mới về. Đã thế, khi về nhà, một câu chào mẹ đanh đá với cô ấy thật khó, cứ lầm lì hoặc lí nhí cái mồm. Đón con từ tay bà, cũng chỉ chăm chăm hỏi con, còn mặc định mẹ chồng như kiểu ô xin. Một tiếng cảm ơn vợ tôi đoảng đến mức đồ ăn cho con là mấy củ cà rốt cô ấy còn để thối trong tủ lạnh. Hôm đó, mẹ tôi góp ý, cô ấy xả dần cả buổi. Đến chiều, bà đang dạy cháu vì nó hư, cô ấy đi về đùng đùng bế con lên gác không coi mẹ tôi ra gì. Cũng từ hôm đó, vợ tôi thay đổi cách xưng hô, gọi mẹ chồng là bà. Suốt ngày bà không còn được một tiếng mẹ thân thiết nào nữa. Nếu bảo vợ tôi tài giỏi, gia đình giàu có đã đành. Đằng này, việc kiếm tiền và trang trải mọi sinh hoạt trong gia đình, tôi đều gánh vác tất cả. Đồng lương tôi kiếm được khá cao, tôi không yêu cầu vợ tôi phải đóng góp một khoản nào. Lương cô ấy chỉ đáp ứng cho bản thân, tôi chẳng quan tâm. Thậm chí còn đưa thêm cho vợ khoản to khoản nhỏ để cô ấy có thêm tiền tiêu vặt. Tôi nghĩ vợ tôi quá được chiều chuộng nên tính ích kỷ ăn sâu vào tiềm thức. Cô ấy lúc nào cũng coi mình là trung tâm, còn mọi người phải quay theo cô ấy. Từ khi có con, cô ấy cũng chẳng còn biết quan tâm đến ai. Bố tôi ốm phải đi tiếp nước, nằm viện, cứ cho là không vào trông cụ thì cũng phải vào thăm. Đằng này viện cớ con còn nhỏ thoái thác với chồng. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mua cho bố mẹ tôi một món quà nhỏ. Từ bộ quần áo đôi tất cũng chẳng bao giờ biếu các cụ một đồng. Đến cả tôi là chồng, cô ấy cũng chưa bao giờ có được bó hoa sinh nhật từ hồi cưới nhau. Nhiều khi tôi không hiểu nổi sao ngày xưa lại yêu cô ấy thế. Ngược lại, vợ tôi lại đòi hỏi mọi người phải quan tâm. Còn cái có ốm đau, bà nội chưa kịp hỏi han, cô ấy đã nghĩ là bà vô tâm. Nếu bà có lên hỏi thăm, bế cháu, cô
cô ấy lại ra bộ không khiến, bế con đi chỗ khác. Tôi biết mẹ tôi rất giận, không hài lòng nhưng bà không muốn làm to chuyện vì thương con trai. Bà cố gắng nhịn, song vợ tôi vẫn không biết điều. Nhiều khi bà nhắc một câu, cô ấy cũng nói lại một câu. Tôi rất bực mình với thái độ của vợ với mẹ mình và chửi cô ấy. Vợ tôi cự lại là chỉ nói đúng và không hề cãi mẹ. Cô ấy hậm hực rằng mẹ chồng quá để ý, còn chồng thì chẳng thông cảm. Lúc nào cũng nghĩ vợ xấu tính, nói bóng gió cả gia đình tôi. Rồi cô ấy còn nói xấu bà nội và chồng với đứa con nhỏ. Trẻ con mà, cô ấy đã tiêm vào đầu thằng bé là bố mày không thương mẹ con mình, chỉ có bà nội bố mày coi là nhất. Thằng bé đã biết gì, nó lại bi bô những lời đó với bà nội. Kết cục phức tạp trong gia đình càng xảy ra thêm. Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn làm bá chủ, quyết định theo sở thích và bướng bỉnh, sẵn sàng cãi cả chồng hay bất cứ ai khác với lời lẽ không kiểm soát. Trước đây khi tìm hiểu, tôi đã biết vợ tôi có những tính như vậy, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ khác đi khi lập gia đình. Nhưng thực tế, nó còn tệ hơn rất nhiều. Tôi có tâm sự cũng như nhỏ nhẹ với cô ấy, nhưng chưa bao giờ vợ tôi tỏ ra là mình có lỗi. Giờ đây, động nói thì vợ tôi đòi ra ở riêng vì chán cảnh ở chung chật chội nên không thiết gì hết. Tôi không muốn ở riêng vì tôi là con trai một, sợ điều tiếng cho bố mẹ. Tôi cũng biết ra thuê nhà ở riêng thì vợ chồng tôi sẽ vất vả cả về thời gian chăm sóc cho con, công việc và kinh tế. Quả thật, tôi không muốn cáu giận như vậy, nhưng tôi không thể nào chịu nhịn được trước thái độ mà cô ấy dành cho tôi và bố mẹ tôi. Thời gian gần đây, không khí trong gia đình tôi rất căng thẳng, mọi người phải giữ gìn từng tí. Còn tôi thì như quả bom sắp nổ, căng thẳng, tức giận và không thể kiềm chế được bản thân. Sự ức chế lên đến mức mỗi lần vợ tôi lầu bầu cáu bẩn là tôi muốn đập nát hết mọi thứ. Thiên tính của người phụ nữ vốn dịu dàng, nho nhã và cần được bảo vệ, yêu thương. Thế nhưng có một số phụ nữ rất ngang ngược và độc đoán. Sau khi kết hôn, họ muốn tranh với chồng vị trí cao nhất, muốn kiểm soát hết tiền bạc trong gia đình, muốn cầm quyền quyết định mọi điều trong gia đình. Thậm chí, có người phụ nữ còn muốn kiểm soát cả cuộc sống của bố mẹ chồng. Nếu bố mẹ chồng khiến họ cảm thấy không vừa mắt, họ có thể nói, sau này chúng con sẽ không chu cấp tiền để cha mẹ dưỡng lão. Một người phụ nữ quá mạnh mẽ, cộc cằn sẽ khiến người khác xa lánh họ và họ khó có thể kiểm soát tốt mọi thứ trong gia đình. Vậy làm thế nào để thay đổi vận khí của một gia đình? Người xưa thường nói, vợ hiền thì chồng ít tai ương, còn hiếu thảo thì cha mẹ yên lòng, gia đình tích thiện thì có dư phúc lành. Vợ đức hạnh, chồng đảm đang, con kế hiếu thuận, người trong nhà rất tốt bụng, bao dung lẫn nhau, vật khí gia đình sẽ ngày càng tốt đẹp. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe hai câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Câu chuyện thứ nhất, vợ tôi, vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm, có một cậu con trai hơn 5 tháng tuổi. Công việc hai vợ chồng ổn định, đã mua được một căn nhà chung cư trả góp từ trước khi vợ sinh. Tính ra, thu nhập của hai vợ chồng sau khi dành một khoản để trả tiền nhà cố định mỗi tháng, số tiền còn lại chỉ đủ để chi tiêu. Hồi vợ tôi sinh, bà ngoại ốm không đến được, còn bà nội ra ở được 2 tuần thì nằng nặc đòi về. Lý do mẹ tôi không muốn ở lâu vì mang tiếng là có bà nội, nhưng hầu như mẹ tôi không phải làm gì mấy. Chỉ mất ít ngày đầu mới sinh do vết thương còn đau nên vợ tôi hạn chế đi lại. Vài ngày sau cô đã làm hết mọi việc từ nấu nướng, giặt giũ quần áo riêng cho con bằng tay, xúc rửa dụng cụ hút sữa đến bế ẵm mỗi khi con khóc, ngay cả lúc giữa đêm mà không cần mẹ chồng hỗ trợ. Nhưng vợ tôi nói thể trạng cô ấy khỏe, cô ấy làm được, chỉ nhờ mẹ lau hộ cái nhà và phơi quần áo thôi. Ở được 2 tuần, mẹ bảo tôi, mẹ tính lên ở 1 tháng đỡ đần vợ con cho nó kiêng cữ, nhưng mẹ thấy vợ con chẳng kiêng cữ gì, việc gì nó cũng làm, đảm đang, tháo vát, còn bảo mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Nó sinh đẻ mới cần nghỉ ngơi chứ không mẹ lên làm gì. Mẹ ở đây chơi không? Ở quê thì nhiều việc. Thôi mẹ về, lúc nào các con cần thì mẹ lại lên. Tôi để ý cũng thấy đúng là vợ tôi không để mẹ chồng phải làm việc gì thật. Trong khi việc ruộng vườn ở quê, mẹ lại phải gửi anh em bà con làng xóm trông nom dùm. Kể từ khi bố tôi mất, tôi lấy vợ ở xa, em gái cũng lấy chồng. Việc to nhỏ trong gia đình đều do một mình mẹ gánh vác. Thương con nên mẹ mới phải đóng cửa nhà mà đi. Thấm thoát đó mà giờ con trai tôi đã hơn 5 tháng tuổi, còn vài tuần nữa là vợ đi làm. Tôi hỏi vợ, sắp tới đi làm, chuyện con cái em định tính như thế nào? Vợ tôi bảo rằng cô ấy sẽ thuê bảo mẫu đến trông em bé giờ hành chính.
Tôi nghe rất ngạc nhiên, thu nhập vợ chồng mình hàng tháng chỉ đủ trả góp tiền nhà và chi tiêu, tiền đâu mà em thuê bảo mẫu, giúp việc để anh gọi điện về quê nhờ bà nội lên trông cháu cho ít lâu. Bà trông cháu chẳng yên tâm hơn à? Không, em không ủng hộ ý đó. Con là con của vợ chồng mình phải có trách nhiệm, không thể đùn đẩy cho bà được. Bà nuôi anh đủ vất vả rồi. Người già trông trẻ mệt lắm chứ không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em không muốn làm phiền bà. Phiền hà gì? Mẹ anh rất sẵn lòng hỗ trợ con cái khi cần. Hơn nữa, nhà mình kinh tế còn khó khăn, đỡ được đồng nào hay đồng đấy. Nếu vậy thì em xin nghỉ thêm vài tháng nữa cho con cứng cáp rồi gửi trẻ cũng được. Đằng nào công ty em dạo này cũng đang ít việc. Em tính thế nào cho hợp lý thì tính, cần thì anh gọi nhờ bà. Đã nói như vậy mà hôm nay đi làm về, tôi lại tình cờ nghe vợ gọi điện cho bạn. Cô ấy nhờ tìm người trông trẻ tại nhà. Giọng điệu của vợ tôi tỏ ra rất dứt khoát. Tìm nhanh giúp tớ nhé, kẻo đến ngày đi làm không có ai trông con, chồng tớ sẽ lại gọi bà nội lên. Hồi ở cữ, dù mệt tớ cũng phải cố làm hết việc để bà thấy rảnh rỗi quá chán mà về quê. Giờ nhờ bà ra trông cháu thì ở đến bao giờ? Ôi tớ chẳng thích ở với mẹ chồng tẹo nào luôn. Thà tớ tốn tiền thuê bảo mẫu trông con còn hơn phải nhờ mẹ chồng. Sợ bà lên đây ở lâu, lại quen thấy thành phố sướng chứ không khổ sở như quê mình, rồi không muốn về nữa thì mệt. Tôi nghe vợ nói từng lời, lòng đã hiểu ra tất cả. Hiểu vì sao những ngày mới sinh, các sản phụ khác bỏ mặc hết mọi việc cho mẹ, cho chồng, còn vợ tôi thì tranh làm hết. Tôi lại nghĩ vợ tôi cẩn thận, sợ mẹ chồng làm không như ý mình, lại nghe vợ ngọt nhạt bảo để cho mẹ nghỉ ngơi, tưởng cô ấy thương mẹ chồng thật. Hóa ra là cô ấy không muốn ở với mẹ tôi nên muốn mẹ tôi thấy mình vô dụng mà về. Giờ cần người trông con, cô ấy thà bỏ ra mấy triệu thuê người chứ nhất định không nhờ bà nội trông con, chỉ vì cô ấy sợ bà sẽ ở lâu, thấy ở thành phố sướng hơn, sẽ không muốn về quê nữa. Nếu vậy thì sẽ phải nuôi luôn bà. Vợ tôi không hề biết rằng mẹ tôi thực sự không thiếu tiền. Cả đời bố mẹ tôi làm lụng buôn bán tích góp nuôi anh em tôi, không thiếu thốn thứ gì. Ruộng vườn được đền bù tiền tỷ cũng có, chẳng qua sống ở quê vất vả đã quen, nhu cầu không nhiều nên mẹ không sắm sửa trong nhà. Hồi tôi lấy vợ, dự quyết định mua nhà, mẹ bảo cho tôi tiền, mẹ cầm thêm sổ đỏ cho tôi để không phải mua nhà trả góp. Nhưng tôi bảo mẹ là chúng tôi còn trẻ, cần có động lực để phấn đấu. Cái gì cũng dựa vào mẹ thì bao giờ cho trưởng thành. Mẹ tôi nghe tôi nói có lý nên gật đầu, nhưng khó khăn quá thì cứ nói, tiền của mẹ cũng là để cho các con thôi. Chuyện mẹ tôi nói cho tiền mua nhà nhưng tôi không nhận, tôi không nói với vợ. Nhìn nhà người ta mua đất mua nhà có bố mẹ cho thêm tiền, nhiều khi cô ấy cũng bóng gió rằng vợ chồng mình tay trắng nên vất vả. Vợ tôi vì thế luôn nghĩ nhà tôi ở quê nghèo khổ túng thiếu. Mẹ tôi luôn khen vợ tôi lễ phép, khéo ăn khéo nói. Bà tự hào với anh em làng xóm mỗi khi nhắc tới con dâu rằng bà ra đó, con dâu thương bà, không để bà động tay động chân việc gì. Mẹ tôi nào có biết đằng sau vẻ ngoan hiền ấy lại là những suy nghĩ tính toán xấu xí của vợ tôi. Chính tôi từ trước đến nay cũng luôn nghĩ vợ tôi tâm tính thiện lành. Nay nghe những lời cô ấy nói mà lòng trào lên nỗi thất vọng, vừa buồn vì vợ vừa thương mẹ nhiều thêm. Câu chuyện thứ hai, vợ cũ của chồng tôi. Chồng tôi trước đây từng có một đời vợ, nhưng hai người không tổ chức cưới hỏi mà chỉ làm một bữa tiệc thông báo gia tiên vì chị ấy đã có bầu. Theo tôi biết thì hai người định tổ chức đám cưới khi con trai tròn một tuổi. Nhưng sinh con chưa bao lâu chị ấy đột ngột đòi ly hôn khiến chồng tôi suy sụp một thời gian dài. Dù họ không còn là vợ chồng, nhưng họ vẫn qua lại thường xuyên vì con trai. Mẹ chồng tôi thương cháu lắm, hàng tuần vợ cũ anh tự chở con đến nhà nội rồi ở lại chơi cả ngày. Hồi quen anh, tôi cứ phân vân mãi. Một người phụ nữ nào muốn có một người phụ nữ khác liên quan đến chồng mình cứ lởn vởn trong nhà cả. Vì thế tôi đã đưa ra yêu cầu là chị ấy không được đến nhà chồng nữa nếu tôi chính thức làm vợ anh. Gia đình anh đồng ý. Về sống chung, tôi nhận ra làm vợ hai không dễ dàng chút nào. Vợ cũ của chồng như cái bóng ma đầy ám ảnh. Hơn nữa, căn phòng tân hôn chúng tôi ở lại chính là căn phòng cũ của hai người. Tôi mua ga nệm thay mới, chồng tôi lại tỏ vẻ không vui vì cho rằng mọi thứ còn dùng được. Vì tôi không muốn chị ấy về nhà chồng nữa, nên cuối tuần mẹ chồng tôi lại đến nhà vợ cũ chơi với cháu cả ngày. Chồng tôi cũng có khi đến có khi không. Tôi biết đứa bé thiệt thòi nên không trách, chỉ rất buồn tủi. Ngày cuối tuần tôi luôn có một mình, đi đâu cũng một mình, không có chồng. Hai tháng trước,
mẹ chồng tôi bỗng hỏi vay tôi một số tiền lớn mà không nói lý do. Nể tình bà, tôi đứng ra vay ngân hàng 150 triệu đưa cho mẹ chồng. Mẹ chồng tôi cầm tiền cảm ơn tôi rồi tất tả đem số tiền ấy đi đâu mất cả ngày. Hôm đó tôi cũng không nghĩ nhiều đến số tiền ấy nữa. Hàng tháng tôi tự trả tiền lãi ngân hàng mà không hỏi mẹ chồng. Đến khi biết mẹ đã làm gì với số tiền ấy, tôi uất hận đến nghẹn lời. Khi đi chợ, một người hàng xóm vô tình kể tôi nghe mẹ chồng tôi đem 200 triệu đến cho vợ cũ của chồng tôi vì chị ấy mắc bệnh nan y cần tiền gấp. Không phải tôi ích kỷ gì, nhưng cảm giác bị giấu giếm sự thật không dễ chịu gì. Tôi lại đứng ra vay tiền trả lãi cho bà mà bà không nói với tôi một tiếng. Hỏi sao không tức giận. Về nhà, tôi hỏi mẹ chồng về số tiền và muốn lấy lại. Mẹ chồng tôi nói không xoay nổi số tiền ấy trong thời gian ngắn và hẹn tôi thêm 2 năm. Tôi điên tiết nói thẳng, mẹ đem cho vợ cũ của chồng rồi bắt con đứng tên vay, đứng tên trả lãi. Nếu như chị ấy chết đi, ai sẽ trả lại tiền cho con? Mẹ chồng tôi nổi giận, chỉ thẳng tay vào mặt chửi tôi là người ích kỷ, tính toán với cả một người bị bệnh. Nếu như vợ cũ anh chết, bà sẽ trả lại tiền cho tôi. Tôi cũng bực mình nên bỏ lên giường nằm. Chiều, chồng tôi về không hỏi han gì, anh đã giáng cho tôi một cái tát cháy má. Anh đòi ly dị vì tôi quá hẹp hòi, hỗn láo với mẹ chồng. Tôi vừa hận vừa thương chính mình. Con đường tôi chọn sao trông gai quá, không ai đứng về phía tôi dù tôi không sai. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì.